Ơi, xin chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô nguyệt quế ha. Hàng mini, cây rất là già cây nha cô chú anh chị. Đó, bầu riêng ha. Bầu này thì nó đắt là dạng như đất cát, đất cồn á cô chú anh chị. Đó. Cây rộng rất là đẹp nha, cây mini nhưng mà rất là đẹp nha cô chú anh chị, già cây lắm nè. Cây đầu tiên là cây quy 1, dân thú luôn. Dân thú bốn chân nha, bốn chân có thẳng nha. Đó. Cô chú anh chị mình lưu ý là em bán là em bao ship toàn quốc nha. 18 hoành, 18 hoành á. Chiều cao là 86. Đường kính cái bầu này là 28 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 28 nha. Hàng mini đó, mấy cái hàng gì hơi khó kiếm nha cô chú anh chị, lâu lâu mới được lô có mấy cây à. Rồi cây mã số là Q1 ha, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 450.000, em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo Q2 đó, cái cây này nó cũng độc lắm ha, không ghế nằm tới ngoài này luôn nha cô chú anh chị nha. Lắc lượng cây rất là già cây nha cô chú anh chị. Hai mươi hoành, chiều cao là 92 ha, đường kính cái bầu này là 28 nha cô chú anh chị. Hàng mini nha, cây cỡ bự hơn cầm tay em tí xíu nha cô chú anh chị. Già cây. Rồi cây mã số Q2 nha. Cây này cũng 450.000 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi nha. Q3. Ghế nè nha cô chú anh chị. Ba chân nha, kiện ba chân nha. Đó, ba cộng ghế rất là lực. Cái bầu này thì ghế cám rất là nhiều ha, tại vì đất cát á, ghế cám rất là tốt. Mười chín hoành, hoành là 19, chiều cao là 1m05 ha, đường kính bầu là 32, hoành là 19 nha cô chú chị đo trên này ha, cây rất là già cây. Nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha cô chú anh chị, rất là già cây, rất là đẹp cây ha. Rồi cây Q3 nha, cây này cũng 450 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi ha. Đó, lô này là em mới bứt về nha cô chú anh chị. Tiếp theo cây Q4 đế cũng dữ lắm nè cô chú anh chị ơi, nguyên cái bệ đế chảy dài đây nè, bên đây cũng vậy nè ha. Đó. Đế rất là đều, cây này đế đẹp ha, thân lắc nè cô chú anh chị mình xem cái gọng lắc của cái thân ha. Đó, lắc tự nhiên rất là đẹp, cây rất là già cây nha cô chú anh chị, già cây lắm luôn. Bầu này là 28. Lắc rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, gọng lắc rất là đẹp ha. Cô chú anh chị mình chơi bonsai thì mình cắt khúc này chơi cũng được nè cô chú anh chị. Ha. Gọng lắc dặn mình rất là đẹp luôn. Rồi cây này cây mã số là Q4. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 500.000 cô chú anh chị ơi. Đó, em bao ship toàn quốc luôn ha. Hàng mini nhưng mà rất là đẹp nha cô chú anh chị. 500.000 bao ship luôn. Rồi tiếp theo Q5.
năm ha, nguyên cái bệ đế. Cái bệ đế nằm bên đây là lý do là nó nằm ở dưới sát mé bờ đó cô chú chị, thành ra bên đây nó lép cái bầu ha. Nhưng mà đế ở đây nè, sổ xuống ha. Đó, đế chảy nằm bên đây. Nguyên cái cục đế bên đây ha. Ra nó lép cái bầu chỗ này nè. Q5 cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 500.000 cô chú anh chị ơi, em bao ship toàn quốc luôn ha. Mã số là Q5. Mấy cây này rất là già cây nha cô chú anh chị, già cây lắm. Q6 à. Đế nó cũng khá ok nha. Cây này bầu đất cứng, đất sét, đất cứng. Đế nè. Mười 19 hoành. Chiều cao là 75. Đường kính cái bầu này là 29 nha. Đó, em báo với cô chú anh chị mình là hàng này là hàng mini nha cô chú anh chị. Cây nhỏ cây ha. Đó, cô chú anh chị mình về mình mua, mình nhớ coi thông số đâu đó nha cô chú anh chị. Nó về nói cây nhỏ cây bự chết em luôn ha. Em báo là cây này là cây mini nha. Rồi cây Q6 ha. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 450.000. Em bao ship toàn quốc luôn nha. Đó, cây Q7, một cây siêu mini luôn. Cây này rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị. Đế nè. Quá trời đế luôn. Cây này cô chú anh chị mình cắt mình chơi cái cây để bằng trà nghe cô chú anh chị, rất là đẹp ha. Đó, mình nuôi cây bằng trà rất là đẹp đó. Rất là duyên cây. 15 hoạch. Chiều cao là 78, đường kính bầu là 23 nha. Cô chú anh chị mình xem cái dàn đế rất là khéo ha, rất là đều đẹp luôn. Rồi, cây mã số Q7 nha. Cây này giao lưu là 350.000 thôi cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn nha. Hàng mini. Giá rẻ luôn cô chú anh chị ơi. Q8, một cây gọng chữ C nha. Đó, gọng chữ C nha cô chú anh chị. Đế đều đẹp luôn. Cây này đế dữ nha. Đó, nguyên cái củ đế luôn. Ở đây nó có cái cục bú đây nè cô chú anh chị ha. Đế cây này đẹp á. Cây này đế đều đẹp lắm á. Đây có cái chân nữa nè. Đây có cái chân trong này nè ha. Hoành cũng khá to nè cô chú anh chị. 30 hoành ngay vị trí này ha. Ngay vị trí cục bú nè. Sát đế nè. Ở trên này thì được 24. Chiều cao là 86 ha. Đường kính cái bầu này là 27. Đó, lô cây này là khéo khéo không nha cô chú anh chị. Đẹp đẹp không ha. Rồi cây Q8. Cây này giao lưu 500.000 cô chú anh chị ơi. Mã số là Q8 ha. 500.000 bao ship cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Rồi Q9 cũng là cây cuối cùng của clip luôn. Đế thú luôn. Hàng mini. Cây này về mình tán mình chơi bonsai cũng được nha cô chú chị. Tại vì em để dài á, cho cô chú chị nào mà thích phong cao á thì mình chơi phong cao ha. Đó, không nhìn tán cỡ này nè. Nhìn cái cây rất là đẹp ha. Đế nè nghe cô chú chị. Rồi, hoành là 18. Chiều cao là 90 ha. Kính bầu này là 30 nha cô chú anh chị. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm ha, cây mới bứng nha cô chú anh chị.
Rồi cây mã số Q9 cũng là cây cuối cùng của clip ha. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 500.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi nha. Rồi em cũng xin chào và chúc cô chú anh chị mình sức khỏe nha, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất.